Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Vườn Mai Hân Thịnh của mình nha. Thì hôm nay có một cái vấn đề mình cũng chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và theo mình nghĩ cái nội dung này chắc cũng có nhiều người quan tâm. Thì hôm nay trên cái clip của bạn Hồng Chợ Sài Gòn á mọi người, thì chú Sáu có lên tiếng để đổi cái tên giống á, đổi cái tên giống siêu bông Sài Gòn thành giống giảo Bình Dương á mọi người. Thì trước khi vào nội dung á, thì em có một cái chút cái vấn đề chia sẻ để mọi người cùng hiểu cái vấn đề ở đây. Nói chung là thật sự ra cái tên giống thì nó cũng không có quan trọng lắm nha mọi người. Cái tên giống thì nó cũng không có quan trọng lắm, nó cũng bình thường thôi. Chủ yếu là cái nút nụ bông hoa nó đẹp, được cái người tiêu dùng mình ưa thích và mình sử dụng nhiều. Thì hiện tại do có một số, nói chung là do có người lợi dụng ở cái tên gọi á, để người ta làm những cái, nói chung cái mục đích là người ta kinh doanh, người ta kiếm lợi để người ta dựa theo cái một cái giống cái thương hiệu đã có từ lâu đời. Thì để nói chung là để tránh sự nhầm lẫn á, để tránh sự nhầm lẫn cho mọi người phân biệt rõ ràng ra thôi. Thì cái hiện tại cái giống siêu bông Sài Gòn á, là chú Sáu ổng cũng muốn là đổi thành một cái tên là giống giảo siêu bông Sài Gòn. Thì mọi người có xem clip thì mọi người sẽ hiểu thì cái lý do tại sao chú Sáu chú đổi. Chứ thực tế cái giống siêu bông Sài Gòn này là một cái giống thương hiệu, nó đã nổi tiếng hiện tại cả chục năm rồi. Hồi lúc trước thì mình cũng có hay chú Sáu có hay tâm sự. Chú Sáu nói lúc trước là chú Sáu định đặt cái tên là giống giảo Lấy Thiêu. Hồi lúc mà mình mới gặp chú đã nói là đặt cái tên giảo Lấy Thiêu. Nhưng mà chỗ anh Phương á, ảnh là cái người đi đầu trong cái mảng mà truyền thông PR cho cái giống này á, thì ảnh đặt tên là cái giống siêu bông Sài Gòn. Nhưng mà do tình hình hiện tại là có người đặt cái tên nó hơi ăn theo á, và cái tên nó nói chung là nó muốn hơn người ta. Thì chú Sáu cũng nói rồi đó, thì chú Sáu cũng muốn là cái né qua một bên để tránh cái trường hợp cho mọi người nhầm lẫn, dạng như chỗ anh Mạnh Hùng á. Anh Mạnh Hùng ở bên cái clip mà Hồng có quay á, là anh Mạnh Hùng ở Nhân Trạch á, thì anh nhầm tưởng là cái giống này là cái giống giống của Thiết á. Thôi mình nói rõ luôn đi cho mọi người dễ hình dung. Cái giống của Thiết với cái giống của giống siêu bông Sài Gòn này là hai giống hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà mọi người cứ lầm tưởng là cái giống của Thiết là cái giống nói chung là cây đầu dòng, nên mọi người cứ mua về mọi người nhân giống, mà cuối cùng mới vỡ lẽ ra cái giống này là không phải giống siêu bông Sài Gòn. Thì cái mục đích của chú Sáu là muốn đổi tên như vậy để cho mọi người đỡ có bị nhầm lẫn thôi. Chứ còn ngoài ra cái tên cái gọi gì đó thì nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng cái giống này đã đứng vững trên thị trường cả chục năm nay rồi, tất cả những cái vườn lớn ở Sài Gòn đều biết tới cái giống này rồi. Đó, như bên Hồng của quay thì cũng có nói một giới thiệu một số vườn đó. Còn qua chú Sáu có nói là cái giống chỗ vườn Ti á, Ti là giống của vườn Mai Phát Minh Thắng á, anh tên Hồng Lê. Thì ở đây sẵn tiện đây mình nói luôn cho mọi người hiểu luôn. Hồi xưa thì mình cũng bắt đầu cái giống đó từ bên chỗ anh Ti đó. Anh Ti đó là anh tên Hồng. Nhưng cái nó thường thường trên cái nick là ảnh là Hồng Lê, và ảnh là vườn Mai Phát Minh Thắng. Thì lúc mà mình mới tập chơi thôi, mình cũng mới bước chân vô đây mình chơi thôi, chứ mình cũng không có chơi lâu đó. Mình cũng mới bắt đầu, hôm nay là năm thứ ba thôi. Thời điểm đó là mình nói chung mình cũng đam mê rồi, bắt đầu cũng chỗ anh Hùng Lê đó, là anh Ti đó, là anh
cũng có chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm đó để mình làm. Rồi tới hiện tại bây giờ rồi sau này mình mới gặp tới chú Sáu, thì chú Sáu chia sẻ những cái kiến thức nó cũng rất là nhiều cho mình. Thì hôm nay mình cũng có một chút thì những cái quan điểm của mình thì mình nói chia sẻ với mọi người thôi. Thì nói chung cái vấn đề xoay quanh cái giống dảo với cái tình gọi thôi. Nói chung nó cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà để tránh cái sự nhầm lẫn thôi. Thì mình làm cái clip này cũng kính mong mọi người nói chung là mình tham khảo ý kiến mọi người nha. Nếu mọi người ví dụ mà đồng ý với cái tên gọi mà chú Sáu đổi, muốn đổi thành giống dảo Bình Dương, thì có gì mọi người comment vô cái clip này giùm mình. Giống như mà mình tham khảo ý kiến mọi người đó, thì mà nếu mà mọi người theo số lượng đông thì mình cũng sẽ đổi thành tên giống dảo siêu bông dảo Bình Dương luôn, và mình cũng không gọi là giống dảo siêu bông Sài Gòn nữa, thì cho mọi người nó không có bị nhầm lẫn thôi. Thì clip này thì mình cũng có chia sẻ một chút cái vấn đề về cái tên gọi của giống hiện tại cái vườn của mình đang làm thôi. Thì có gì mọi người comment vô giùm mình nha. Mọi người comment vô giùm mình với cái tên gọi là một là giống dảo Bình Dương, hoặc là giữ nguyên tên gọi là giống dảo siêu bông Sài Gòn. Thì có gì mọi người comment để mình theo dõi cái comment nào, ví dụ mà theo số lượng nha. Cái này dạng như bình chọn theo số lượng, thì số lượng nào nhiều hình mình sẽ theo cái số lượng đó thôi. Nói chung cái này là cũng nói chung mình cũng chú Sáu cũng chia sẻ mình nhiều kinh nghiệm lắm. Thì mình chú Sáu muốn đổi thì mình cũng đổi theo thôi. Nói chung cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà chú Sáu ổng cũng tâm huyết. Nhưng cái người là phát hiện cái giống thôi, người phát hiện và nhân giống cho nói chung cho cái thị trường mai của mình nó có một cái giống nói chung là nó rất là đặc biệt. Nói chung khi nào các bạn sử dụng cái giống đúng cái giống siêu bông Sài Gòn rồi, các bạn chăm sóc nó đạt rồi, các bạn sẽ cảm nhận được. Còn tất cả các bạn mà đã nói chung đã được mình hỗ trợ giống, thì các bạn có gì các bạn comment vô, thì các bạn cứ so sánh tất cả những cái giống khác các bạn đang làm thì các bạn sẽ biết thôi. Rồi clip hôm nay mình có một chút cái vấn đề cần chia sẻ như vậy. Thì có gì cũng kính mong các bạn comment vô góp ý cho mình về cái vấn đề mà cái tên giống, tên gọi của cái giống này các bạn. Một là giống dảo Bình Dương, hai là giống dảo siêu bông Sài Gòn. Thì để có gì mình tiện cho, nói chung mình tiện sau này để mình gọi một cái tên gọi thôi, để mất công nó lùng nhà lùng nhùng rồi nó bị nhầm lẫn với cái giống khác nữa, thì nó có những cái vấn đề phát sinh nó lại không hay. Nó đặc biệt là chỗ cái anh Mạnh Hùng đó, thì bây giờ anh đã nhầm cái giống mà cái số lượng nói chung lượng cây nó cũng rất là nhiều, mà xử lý thì nó rất là khó. Cây đã ghép rồi thì rất là ghép lại nó rất là khó đạt. Rồi clip tới đây mình cũng xin kết thúc clip và chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày nói chung là vui vẻ ấm áp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip và nhớ đăng ký kênh cho em, để có những cái clip thời gian sắp tới em chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới cái kỹ thuật chăm sóc cây mai, và đặc biệt cái giống hiện tại em đang làm nha. Em là chiên một giống, em chiên một giống. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Em xin kết thúc clip tại đây nha. Chào tất cả mọi người nha.